Một ngư dân ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, trong lúc đi cào đánh bắt thủy sản vào ban đêm trên sông Hậu thì vớt được một mặt trống đồng nghi có từ thời cổ. Trước đây cũng có nhiều nông dân nhặt được trống đồng cổ trong lúc làm nông nghiệp. Ngư dân đó là anh Đặng Văn Trác, 32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới. Anh Trác cho biết mặt trống đồng này được anh cào dính vào lưới cách đây khoảng một tháng. Trên mặt trống có chạm khắc 6 hình con chim và nhiều qua văn. Mặt trống đồng có đường kính 63cm, trọng lượng trên 7kg. Bữa đó đi bằng đêm, chắc 12 giờ đêm mà chạy từ Lô Dung chạy về Cá Bằn rồi mới dính. Phát hiện được. Rồi tưởng là cái miếng nắp dung ra đục rồi bỏ. Rồi giờ lại gọi đèn thấy cái ngôi sao mới lấy. Có mấy ông đồ cổ lại nói mua hoài rồi đâu có bán đâu. Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, phòng văn hóa thông tin huyện Lai Dung và chính quyền xã Vĩnh Thới vừa có buổi trao đổi với gia đình anh Trác và được gia đình đồng thuận bàn giao mặt trống đồng cho bảo tàng tỉnh Đồng Tháp. Để mời chuyên gia xác định niên đại, nếu đúng là vật thời cổ, anh Trác sẽ gửi lại cho bảo tàng tỉnh Đồng Tháp lưu giữ.